Kính thưa quý vị, Bình Dương là tỉnh công nghiệp, luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại, mang tính kết nối vùng. Tỉnh hiện thu vốn đầu tư nước ngoài FDI xếp thứ hai cả nước chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh xác định phát triển nhanh hệ thống hạ tầng dịch vụ logistics là yêu cầu cấp bách cho sự phát triển kinh tế bền vững trong tương lai. Theo đó, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại ngành logistics được Sở Công Thương Bình Dương đẩy mạnh nhằm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ mà tỉnh đề ra. Theo dự thảo kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh đến năm 2025, định hướng 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bình Dương sẽ trở thành trung tâm vệ tinh là nơi tập kết hàng, tập trung các dịch vụ logistics phục vụ các hoạt động sản xuất hàng hóa tại các khu cụm công nghiệp trong khu vực, hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa từ nhà sản xuất đến các thị trường tiêu thụ trong nước và nước ngoài, thúc đẩy phân phối đến các tỉnh thành phố trong khu vực, xuất khẩu ra nước ngoài. Giai đoạn 2022-2025, tỉnh sẽ hình thành hệ thống các cảng trên sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và sông Thị Tính kết nối với các tuyến đường vành đai 3, và vành đai 4 gồm cảng An Sơn, An Tây, An Điền, nâng cấp cảng Bình Dương đáp ứng tiêu chuẩn cảng container cửa khẩu quốc tế.